Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn đôi điều về cái giao diện sử dụng của PT18 Pro Watchkeeper. Đó, cái chiếc đèn pin yêu thích của mình nó không chỉ bởi cái vẻ ngoài rất là đẹp mà nó còn bởi cái giao diện sử dụng cực kỳ thân thiện và nó đáp ứng hầu hết được cái công việc của mình. Đầu tiên thì là một cây đèn tác chiến thì PT18 Pro Watchkeeper nó có một cái đặc điểm rất là dễ nhận biết, đó chính là hai cái nút giúp chúng ta truy cập nhanh cái tính năng Scope và cái tính năng Turbo. PT18 Pro thì được trang bị 3 nút bấm. Đó, hai cái nút ở đuôi và một nút nữa ở trên thân đèn. Đó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái giao diện sử dụng của PT18 Pro Watchkeeper. Đầu tiên mình sẽ nói về cái nút to này. Đó. Trước nút chính của đèn thì các bạn sẽ thao tác như sau. Các bạn chạm, đó, nhấn một lửa và thả ra thì đèn sẽ luôn truy cập ở mức turbo. Các bạn có thể truy cập nhanh cái tính năng turbo khi các bạn ấn full xuống, đó, ấn hẳn xuống thì đèn sẽ vào cái mức sáng turbo. Khá là thuận tiện nếu như các bạn cần ngay cái độ sáng cao nhất. Còn cái nút nhỏ bên cạnh thì chúng ta sẽ sử dụng nó trong hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là khi đèn tắt thì các bạn bấm nút nhỏ, đó, đèn sẽ chuyển qua chế độ Scope, các bạn nhả tay ra, đèn sẽ tắt. Khi đèn được bật thì chiếc nút nhỏ này sẽ có tác dụng là chuyển qua lại giữa các cái mức sáng khác nhau, đó. Các bạn bấm một lần thì đèn sẽ chuyển qua lần lượt các cái mức sáng. Hoặc là khi đèn đang bật, các bạn giữ lâu cái nút nhỏ này, đèn sẽ truy cập tính năng Scope. Đó, đèn sẽ truy cập tính năng Scope. Các bạn bấm một lần nữa thì đèn sẽ trở về cái chế độ sáng lúc trước và các bạn có thể bấm lần lượt để chuyển qua lại giữa các mức sáng như là 10 lumen này. Đây là mức sáng 10 lumen, 60 lumen, 450 lumen và 2000 lumen cộng. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi đến cái nút trên thân đèn. Nút trên thân đèn thì nó sẽ hoạt động ở hai cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là khi đèn tắt. Khi đèn tắt các bạn sẽ bấm một lần, đèn sẽ nhớ ở cái mức sáng lúc trước các bạn sử dụng, đó. Mỗi lần các bạn bấm thì đèn sẽ chuyển qua lại giữa các mức sáng khác nhau. Đó, các bạn giữ trong khoảng 2 giây thì đèn sẽ tắt. Có một cái điểm chú ý ở cái nút trên thân này. Giả sử khi các bạn bật đèn bằng nút thân, các bạn có thể giữ 2 giây để tắt đèn. Nhưng nếu như các bạn bật bằng nút đuôi thì các bạn sẽ không thể giữ 2 giây để tắt đèn được. Đó, đó là một tính năng cũng khá là hay khi các bạn sẽ không vô tình làm tắt đèn. Khi đèn tắt thì cũng có một tính năng rất là thú vị, đó là cái tính năng truy cập nhanh cái mức sáng thấp ở cái chế độ sử dụng thường ngày. Ví dụ như các bạn có thể đi vệ sinh vào buổi tối đó thì các bạn sẽ giữ chặt cái nút thân khoảng 2 giây. Đó, đèn sẽ truy cập vào cái mức sáng là 10 lumen, rất là thuận tiện thì nó sẽ không gây chói mắt. Khi đèn bật thì các bạn sẽ thao tác cái nút ở trên thân, mỗi lần các bạn nhấn thì đèn sẽ chuyển qua lại giữa các mức sáng khác nhau. Để truy cập nhanh cái tính năng Scope bằng nút thân thì các bạn sẽ kích đúp ở trên cái nút thân. Đó, đèn sẽ chuyển qua cái chế độ Scope. Các bạn kích đúp một lần nữa để chuyển qua chế độ SOS. Đó, đèn đang ở chế độ SOS. Các bạn sẽ bấm một lần để trở về cái chế độ vòng nạp. Đó, các bạn sau khi trở về chế độ vòng nạp thì mỗi lần chúng ta bấm thì đèn sẽ chuyển qua một cái mức sáng khác nhau. Nút ở trên thân đèn của PT18 Pro Watchkeeper thì cũng có tính năng là cảnh báo pin. Khi các bạn bật thì đèn nó sẽ hiển thị 3 cái màu sắc. Nhất là màu xanh khi pin lớn hơn 70%, màu vàng khi pin có dung lượng là từ 30-70%, và màu đỏ là khi pin có dung lượng nhỏ hơn 10%. Đèn đỏ sẽ nhấp nháy khi cái dung lượng pin của các bạn là nhỏ hơn 10%. Có một tính năng khá hay ở trên cái sản phẩm PT18 Pro Watchkeeper, đó là các bạn có thể khóa cái nút thân. Đó, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách khóa nút thân. Cái việc khóa nút thân ở trên PT18 Watchkeeper thì nó giúp cho cái đèn của các bạn nó sẽ không vô tình bị bật không mong muốn trong cái trường hợp các bạn để trong túi hoặc là trong ba lô. Để khóa thì khi đèn tắt các bạn sẽ bấm nhanh 3 lần. Đó,
Sau khi bấm nhanh 3 lần thì đèn sẽ chớp để báo cho chúng ta biết là đèn đã được khóa. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi. Đấy, các bạn thấy không? Khi các bạn khóa đèn thì các bạn bấm đèn nó chỉ nhấp nháy màu xanh này thôi. Đó, đây là một tính năng khá là tuyệt vời. Thì các bạn hoàn toàn yên tâm có thể đút PT18 ở trong túi quần hoặc là trong những cái chỗ hẹp. Để mở khóa đèn thì các bạn sẽ bấm nhanh 3 lần, một lần nữa. Đó, sau khi các bạn bấm nhanh 3 lần thì đèn nó sẽ nhấp nháy để báo cho chúng ta biết là đèn đã được mở khóa. Bây giờ các bạn hoàn toàn có thể thao tác ở trên cái nút thân. Có một cái tính năng khá thú vị trên cái sản phẩm PT18 Pro Watt Keeper. Đó, như các bạn đang thấy ở trên màn hình, đây là cái đèn báo để giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy chiếc đèn của mình ở trong đêm. Tuy nhiên, với một số bạn hoạt động ở trong những lực lượng đặc biệt hay là các bạn sử dụng PT18 Watt Keeper ở trong những hoàn cảnh đặc biệt thì các bạn có thể sẽ muốn tắt cái chiếc đèn này đi để giữ bí mật tuyệt đối. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta có thể tắt cái đèn cảnh báo này đi. Để tắt đèn cảnh báo thì khi đèn đang tắt các bạn sẽ nhấn cái nút này trong khoảng 10 đến 15 giây. Bây giờ mình sẽ thị phạm cho bạn coi nha. Đó, nếu mà trong trường hợp các bạn mà nhấn đèn xanh nó nhấp nháy liên tục như thế này, có nghĩa là đèn đang bị khóa. Đèn khóa là như thế nào? Đèn khóa là các bạn sẽ không thể sử dụng nút thân để bật đèn. Để mở khóa thì các bạn sẽ phải bấm 3 lần, bấm nhanh 3 lần để mở khóa. Mình sẽ bấm cho bạn coi. Đó, như thế này là đèn đã mở khóa. Sau khi đèn mở khóa thì các bạn sẽ giữ cái nút thân này trong khoảng 10 đến 15 giây để tắt cái đèn cảnh báo ở trên này đi. Thì việc tắt đèn cảnh báo là một tính năng nhỏ nhưng rất là thú vị, nó giúp cho cái đèn của chúng ta nó hoạt động phù hợp trong nhiều cái tình huống đặc biệt hơn. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì mình nghĩ với cái mức giá khoảng 122 đô thì Brilliant PT18 Pro Watt Keeper là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Thì với một cái thiết kế đẹp này, hoàn thiện cao cấp, hoạt động bền bỉ và có rất nhiều những cái tính năng nhỏ nhỏ nhưng mà rất hữu ích trong cái cuộc sống của các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng các bạn sẽ tìm được cái chiếc đèn pin nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo.